Quang Đẩu xin chào các bạn. Sáng hôm nay là trực tuyến nhà nghỉ mà anh chiến sĩ công an khu phố anh đến anh vận động là đi làm căn cước với căn cước mấy tháng nay coi như Quang Đẩu không đi được. Nói chung tình hình dịch bệnh rồi nói chung rồi trực tuyến nhà nghỉ nữa là không đi được. Rồi anh em cũng nói là thôi từ từ để khi nào là xong đó thì có thể là các con đến đưa chú đi đi làm thôi, được thôi. Thì hôm nay là cháu nó đúng anh lăn xăng rồi sáng nay coi như là để chú đi làm cho nó xong cho rồi đi. Các anh em là các anh em chiến sĩ công an lưu động á, làm căn cước lưu động ở tại phường Phú Trinh thì hôm nay là thôi mình cũng đi ra ngoài thử xem thử tình hình ra sao. Xin chào các bạn nha. Quang Đẩu đi làm chứng minh nhân dân. Công an tới nhà coi như là chở đi làm rồi. Rồi. Go. Chú cũng à đây ha. À rồi biết rồi. Là tới đây là không được phép quay phim và tất cả những cái thủ tục các chiến sĩ công an hướng dẫn cụ thể làm căn cước thì mình tuân thủ theo. Cho nên không được ghi hình lại, các anh em mình thông cảm nha. Rồi, bây giờ mình về. Rồi, đồng chí Sơn sẽ đưa mình về nhà nè. Đó. Coi như là đây là cái giấy hẹn đó các bạn, giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân đây. Làm cái này coi thu phí coi bao nhiêu. Rồi, thu phí số tiền là 15.000 đồng trên giấy, nhưng mà ở ngoài mình thấy là thu 25.000 đồng. Có cái bọc nhựa này nữa các bạn. Đây, cái bọc nhựa. Đó, bọc nhựa đây. Bọc nhựa sau khi mà mình nhận cái giấy căn cước thì bỏ vào đây. À, như vậy là có thêm 10.000 nữa. À, có thêm 10.000 nữa là 25.000. Ngàn lên. Nói chung hầu hết là ai cũng biết. Ai làm căn cước công dân rồi nó ông Đẩu làm giống như người ta không biết rồi. Bây giờ ông Đẩu phải nói. Đó, thì nói chung là được công an khu vực đến đón đi để làm căn cước công dân thì đó là một điều đáng quý, rất đáng trân quý. Đó, xin chào các bạn.
công an tới nhà coi như là chở đi đi làm rồi. Đây, go. Let's go.